Ghế chơi cho đốm bịch kẹo đó. Kẹo gom, đốm thích kẹo gom. Nhưng con phải để dành, ăn cơm xong mới được ăn nha. Sao vậy mẹ? Tại vì bây giờ nếu như mà con ăn kẹo là con sẽ no, không ăn được cơm nữa, tới chiều là con sẽ đói meo. Đưa đây mẹ cất cho. Đốm ngoan nè, mẹ cất cho nha. Còn sao vậy em? Hồi sáng giờ nó có chơi ngoan không? Con nó lén ăn kẹo nên bỏ bữa vậy đó. Không sao đâu anh. Đó, không còn thấy nữa. Bạn tủ lạnh chỉ có đồ sống cho bữa tối thôi. Vậy mẹ nấu cơm cho con đi. Trưa nay đốm đã bỏ đồ ăn. Mẹ nghĩ là đốm không thích ăn nữa rồi, nên là mẹ không nấu đâu. Nhưng mà trưa nay con không đói. Mẹ đã nói với con là ăn kẹo trước bữa ăn thì sẽ như thế nào ha. Con xin lỗi mẹ, tại kẹo đó ngon quá à. Không được đổ lỗi cho bạn kẹo nha. Đốm hư, không nghe lời mẹ, đốm phải để đến giờ ăn tối cùng cả nhà thôi. Đáng lẽ mình phải nghe lời mẹ, không ăn kẹo trước bữa ăn.